ma tông đồ của Chúa, người dẫn đưa đoàn chiên bước đi, tìm chân lý dù gặp nguy nan, đầy thử thách vẫn mãi kiên trì. Thánh Tô Ma ra đi rào ràng, đem tin mừng đến với nhân gian. Nhân biết Chúa cứu độ trần gian, Chúa chịu chết và đã phục sinh. Tô Ma ngờ vững không tin Chúa chết sống lại, khi nhìn dấu đâm cạnh sườn chính Thầy Giêsu. Thánh Tô-ma tông đồ của Chúa, người dẫn thân truyền giao khắp nơi, tìm nguồn sông từ tận trời cao, là nhân chứng đến với muôn người. Thánh Tô-ma bôn ba cực khổ, không lo gì nhất quyết cho ai không thấy.